không cho người ta ngồi xe hơi chi hết, mặc đu xe đò ra đấy. Ôi nhục nhà ghê sợ luôn à. Ủa sao phải đu xe đò? Xe đò ạt ốm à, đông đục cái chật chôi hôi hạ mọi hằng nhôi nhẹt hết giá luôn. Em ngồi bên chén đi. Bà sợ nhất là cảnh chị em biết không? Gì? Em đẹp quá. Rồi bọn nợ cứ dòm ngọ rồi cái kia đỏ. Em Mary nhưng mà có giả lắm à. Không đẹp nhưng mà nhiều người mê. Lát nữa xuống tiếp. Lát mình đi tắm rửa nha. Bây giờ lên đâu vậy? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn mấy cái bụi thanh long đằng kia kìa. Rồi sao ngồi đây? Thì trong phòng ngột ngạt quá, thở không được. Ra đây cho nó mát. Chứ không phải hả? Ra đây á, rửa mắt câu cá hay sao? Trời, câu cá đâu mà câu cá. Sức người chứ đâu bộ sức râu đâu. Người cũng mệt chứ bộ. Gì vậy, gì vậy? Ngồi xách ra đi. Thằng Cương nó xuất hiện nó đánh ráng chịu đó. Anh Cương hả? Đâu đâu, anh Cương đâu? Anh Cương đâu? Thôi, Cương đâu mà Cương đâu? Ở đây nóng gần chết luôn, đâu ra đây đâu mà kiếm. Ơi, nó không có ra đây đâu. Sao kỳ vậy? Kỳ gì? Nói chuyện nào anh Cương mới ra đây? Coi mặt bikini tắm biển. Nói tầm 7 tầm 3 không à. Nè, tao nhắc cho mày nhớ nha. Thằng Cương á, nó khó chịu lắm đó. Cứ tưng 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 kiểu này với nó là không được đâu. Nó là cái tính ích kỷ đó, thấy không? Nhìn đâu mà xa dữ vậy? Nhìn em nè. Rồi, hết hồn rồi. Hết hồn hỉ. Đâu ra đây? Anh đó, thì ghẹt quá. Đi biệt mà không thù người ta. Không cho người ta ngồi xe hơi chi hết, mặc đu xe đò ra đấy. Ôi nhục nhà ghê sợ luôn à. Ủa sao phải đu xe đò? Xe đò ạt ốm à, đông đục cái chật chôi hôi hạm mọi hằng nhôi nhẹt hết giá luôn. Em ngồi bên trẻ đi. Mà sợ nhất là cảnh chị em biết không? Cảnh gì? Em đẹp quá. Con nợ cứ dòm ngọ rồi cái kia đỏ. Trời, cái này là xạo chắc luôn. Nè, nếu mà có quấy rối thiệt á, chắc là không dễ đâu ha. Hắn nói rửa mà cũng nói được hỉ. Em Mary nhưng mà cậu giả lắm nè. Không đẹp nhưng mà nhiều người mê. Nè, hôm qua ra đây rồi gặp ai chưa? Cái gì cũng phải từ từ. Mà cái thằng quỷ nhỏ đó, nó cũng chưa có ló mặt ra nữa. Rắn rửa, chú cha mà ơi. Đó là ông thần tài của Ấn Độ. Không có nọ là không mừng ăn chi hết. Thì vậy chứ sao? Nè, nghe dặn nè. Dạ. Tôi nói với nó, em là nhà thơ mặt sầu. Chuyên môn là viết về thơ lãng mạn. Nghe không? Nhớ nha. Thì đúng rồi mà. Bản thân em là nhà thơ chứ chi nữa. Từ ngày theo anh, em mới học hỏi làm cine. Rồi mơ ước làm biên kịch đó. Thằng con nuôi của anh phải hợp tác tốt với anh rồi chụp cảnh kem bay cao hỉ. Em nói sao nó nghe vậy mà. Nó việc kiều về chứ còn nó đâu có biết gì về phim ảnh đâu. Nó chỉ cần bỏ tiền ra cho mình làm được rồi. Kỳ ní, mình rạng mình làm một bộ phim cho lính đinh luôn anh. Phim tình cảm tâm huyết mà. Nó về biển đảo quê ta. Trời đẹp quá. Hay là bây giờ mình ra biển mình tắm đi anh. Đã làm em mới mua mấy bộ bikini đủ màu sắc đẹp lắm. Xanh ni, đỏ ni, vàng ni, còn có màu cam rumino. Trời ơi, hợp với dạng em. Trời ơi, nghe màu không anh muốn chóng mặt muốn lên máu rồi. Bộ muốn tôi chết lên máu, tôi chết khỏi là phim hả? Thôi anh không ứng thì em đổi qua bộ thiết kế. Như con thủ hoạt hình dễ thương lắm. Như con chó ni, con mèo ni, con chuột ni, con chôn ni, dễ thương. Không có vừa đâu, mấy con đó nhỏ lắm. Chơi nguyên con khủng long quá. Cái chế. Chú Choa ơi, người ta ra rỉ mà mặc đồ khủng long là chả nồi đi vô duyên rửa. Quỷ sử. Ai đó? Hỏi không có trả lời, đừng có nhát ma người ta à nha. Mở cửa. Đi đâu vậy? Mở cửa đi. Này, đây. Bón mí đi. Ôi chú Choa, hên quả. Ôi trời ơi. Ôi cái giường tê. Ôi tối nay tao mua cái giường đi. Ôi chú chó bà ơi, em quá. Cái gì? Không, điều táo quá đây. Ngủ chung vậy mi. Cái gì? Ở chung sao được mà ở chung? Chơi gì mà ép tôi quá vậy? Tao nói cho mi biết á, táo này mới là người bị sư ép nè, chứ không phải là mi đâu. Danh tiếng của tao là một nhà thơ, mà phải ở chung với một ca sĩ bèo bọt như mi nè. Thôi đi má, nổ vừa phải thôi. Thi sĩ mà không biết tự ái, không biết nhục. Người ta đâu có rủ bà theo đâu. Bà cũng xách vali mà đi vậy? Chuyện riêng của tao với ông
mới biệt chí mà nổi. Ủa nhà bà không có gương hả? Nè bà nhìn gương đi. Ừ soi đi. Tự tin quá hả? Đẹp quả đi mà. Bà về bà hỏi ổng á, là ổng mê tôi hay là mê bà. Nè cái con kia mỹ mờ miền ra là chị Toan thấy ổng héo không à? Nè tao nổi cho mấy biển nè, với cái dáng sạch của mi và cái trình độ của tao, đem lên ban cân đi coi đỡ món ăn hơn. Bà mà leo lên cân người ta, hư cân người ta thì có. Tài trí nhà thơ hả? Chữ nghĩa được bao nhiêu? Bà lắm ít hả? Ấp dứng mau nè. Gì mi chữ thì là ốc heo hả? Bà là gì? Bà là ốc chó. Mi mi nói tài trí. Trời ơi nhà thơ ốc chó. Mở lên đi về đi. Không buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, không cãi với mi nữa. Ê ê quả ai cho bà leo lên giường tôi mà. Mệt quá. Chuyện này là giường của tôi. Mi buông ra coi đi nữa. Trời ơi bà nặng rồi. Buông ra. Ôi trời ơi, để tao ngủ đi. Mệt quá rồi.